Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau một câu chuyện khi mà các cụ ngày xưa có câu là không thầy đố mày làm nên. Có nhiều người, chữ thầy ở đây có thể là một thần tượng, một thầy giáo, nhưng mà có nhiều người đã chia sẻ với chúng tôi đó chỉ đơn giản là một cuốn sách thôi cũng biến họ thay đổi tư duy, thay đổi cuộc đời rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với câu chuyện chọn thầy để học. Như phần đầu thì anh Minh Nhật có lướt Facebook của VTV6 và nhặt ra được hai ý rất là hay. Những người thầy của khán giả có thể là bố mẹ, nhưng mà nhiều hơn cả những câu trả lời đó là từ sách. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện của một bạn trẻ đã dùng sách để thành công. Hãy cùng theo dõi với chúng tôi. Trần Anh Dũng sinh năm 1994, hiện đang là giám đốc của một công ty vận chuyển quốc tế. Bên cạnh đó, anh cũng là giảng viên của một học viện chuyên đào tạo kinh doanh vận tải. Thành công ở độ tuổi còn khá trẻ, bí quyết của Dũng chính là bản lĩnh dám nghĩ, dám làm và tinh thần ham học hỏi. Mình học được rất nhiều từ những cái người đi trước, và đặc biệt khi mà mình không thể tiếp cận được rất là nhiều người thì những cái bước đầu tiên của mình là những cuốn sách. Cuốn sách đầu tiên của mình đó là cuốn sách Đắc Nhân Tâm. Nó hình thành cho mình những cái thói quen và những cái cách mà để mình ứng xử với người khác, ứng xử với nhân viên, ứng xử với đối tác. Cuốn sách tiếp theo đó là Rich Habits, thói quen của những triệu phú tự thân. Họ nghiên cứu từ những cái triệu phú và những cái người mà chưa thành công thì họ liệt kê ra được 30 cái thói quen. Thì khi mà mình listing những cái thói quen xấu và mình phải chuyển hóa nó thành thói quen tốt, chuyển đổi từ từ thì nó sẽ hình thành cái bản thói tốt. Cuốn sách thôi bằng ngôn từ tức là mình có một cái gì đó rất là tốt và mình muốn diễn đạt cho người khác và mình muốn thuyết phục người khác á, thì trong cuốn sách này nó sẽ chỉ mình như vậy. Về sức khỏe thì ở đây có cuốn sách Sức Khỏe 4 giờ. Cái cuốn sách đó nó sẽ giúp cho mình hiểu rõ về cơ thể hơn, tập luyện như thế nào thì để cho những cái sức khỏe của mình nó liên tục tốt. Cũng phải nói thêm, để có thể ứng dụng được những kiến thức từ sách vào thực tế như Dũng đang làm quả thật không phải được dễ dàng. Nhưng đừng băn khoăn khi những lý thuyết bạn tâm đắc chưa thể ứng dụng ngay vào công việc, bởi kiến thức ấy vẫn sẽ là của bạn và chắc chắn nó sẽ giúp ích cho bạn vào một thời điểm thích hợp.